Xin chào mọi người, tháng 6 này siêu hot với sự kiện đua top liên server tại US136 và US137. Top 1 sẽ nhận ngay phần quà độc quyền từ nhà phát hành Vinci Games. Hãy cùng mình khám phá xem bên trong hộp quà này có gì nhé. Đầu tiên sẽ là chiếc hộp quà ngăn kéo với thiết kế chủ đề là Đại Hội Thiên Long, gắn kết huynh đệ. Có tông màu chủ đạo là cam, vàng, đỏ, thì đây cũng là tông màu của Tân Thiên Long Mobile. Bên trong hộp quà này á thì mình sẽ có kèm 3 món quà nhỏ xinh xắn. Đầu tiên á sẽ là chiếc bình nước với thiết kế phiên bản mới nhất, có hai mặt. Đính kèm là một chiếc ống hút vô cùng tinh tế nha. Cái thứ hai là một tượng bò ngốc dựa trên skin Hồng Phúc Kim Ngu, với ý nghĩa là đem đến nhiều may mắn và tài lộc cho huynh tỷ. Cuối cùng á sẽ là bộ bao lì xì với ba thiết kế hoàn toàn khác nhau. Món quà tuy nhỏ nhưng mang đến nhiều ý nghĩa to lớn và không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi khác. Nếu các huynh tỷ đã yêu thích thì hãy nhanh tay tham gia sự kiện để nhận ngay món quà này nhé. Mobile TNG, kiệt tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.